Ok, xin chào thì mọi người trở lại kênh của mình nhé. Hiện tại đây mình đã có mặt trong game One Piece Fighting Pass. Ở đây hiện tại đã cho mọi người xem đánh boss trong cái game này. Nói chung là trong game này thì cơ bản ở đây thì bạn thấy một điều là đang đánh boss theo kiểu hội đồng đây. Bây giờ có rất nhiều mọi người đang xông vào đánh con này. Ở đây hiện tại boss đây là boss Rokudai. Nói chung là hiện tại trong này bạn thấy là đa phần ở đây rất nhiều Sanji đánh. Đặc thù trong cái game này ấy, là khi bạn đánh boss ấy là nó đánh theo kiểu là đánh kiểu người chơi vào cá nhân, mà thực ra là mỗi người là một tướng, thì càng nhiều người đánh thì xuất hiện càng nhiều nhân vật ở đây. Thì rất nhiều người đánh vào. Và đây chỉ trong một thời gian nhất định nhé, là hết thời gian sẽ chui ra. Nếu boss còn sống mà còn thời gian đánh ấy, thì bạn sẽ được tiếp tục vào đánh tiếp, đến khi nào boss chết thì thôi. Đây, sau khi đánh xong được ít điểm nữa nhỉ. Và sau đó kết thúc boss thì ai thành tích cao nhất thì đấy sẽ được thưởng. Nói chung là bạn để ý một chút là con boss nó sẽ xuất hiện khi bạn để ý cái đồng hồ này. Có chỗ này báo giờ đúng không nhỉ? Thế vậy thì vào đây đánh. Thế khi bạn ấn vào đấy đánh, nhưng mà đây hiện tại con boss này có vẻ nó hết thời gian đánh rồi. Mình có thể nhảy sang con boss khác. Boss bên này chưa có. Tức là bạn xem con boss nào nó lóe sáng và đánh con đấy. Con này cơ bản hiện tại đang trong thời gian chờ. Tức là sau khi mình đánh xong phải chờ một số thời gian nhất định mới được báo danh tiếp. Và nếu giả sử trong một số trường hợp mà boss nó chết rồi hay nó hết giờ đánh thì mình không được đánh tiếp. Mình xem qua một số con boss khác xem nào. Vậy chưa có gì để đánh nhỉ. Thì bạn để ý chút cái đồng hồ bên cạnh nó sẽ báo đánh boss nha. Cái chữ tím tím sẽ báo đánh boss này. Ở đây một số cái thời gian nó báo đây boss xuất hiện từ 12 giờ đến 12 giờ 30. Nhưng mà thực ra bản chất là với lại 18 giờ, 18 giờ 30 là con boss này. Còn một số con boss khác xem thử xem thời gian có khác không nào. Con này là từ 12 giờ đúng là tương tự giờ như vậy thôi, trong khoảng thời gian đó. Và đây hiện tại có 3 con boss xuất hiện rồi. Nói chung là đánh xong con này thì sang đánh con khác cũng được, nếu còn thời gian đánh con khác. Ở đây hiện tại bạn để ý một chút là cái thời gian ấy. Cái thời gian thực tế của cái viên Việt Nam sẽ lệch với bên Trung Quốc một chút. Em bạn để ý một chút cái thời gian nên xác định theo cái thời gian chỗ gần góc trong này. Dù mình chơi giả lập ở chỗ góc trong nó ghi 12 giờ 16, đây chính là cái khoảng thời gian ấy. Cái khoảng thời gian diễn ra con boss ở bên server Trung Quốc thì mình dựa theo cái thời gian này sẽ chênh với mình nó khoảng tầm 1 tiếng. Nó chênh khoảng tầm 1 tiếng. Từ bên mình nó thời rơi vào tầm 11 giờ 16, bên đó là khoảng tầm 12 giờ 16. Nên ra chung bạn chú ý vấn đề đấy là xem cái đồng hồ bên trong game nhé. Nó là đồng hồ chính xác nhất. Còn cái đồng hồ bên ngoài nếu bạn theo đồng hồ bên ngoài chả tác dụng gì. Ở đây có vẻ con boss nó đều hết thời gian đánh, đều hết giờ rồi. Thế ra mình không cho người xem nhiều được. Nếu nào tiện quay thì mình có thể ghép thêm người nhìn xem số cảnh đánh boss nữa. Không nhỉ? Còn đại khái con boss này chú ý là phải theo cái giờ trong game nhé. Trong game nó xuất hiện giờ nào thì đánh giờ đấy. Còn hiện tại đây có vẻ không được, phần thưởng đây có được những cái mảnh bản đồ, được cái vé quay, được cái sách kinh nghiệm, được cái này. Nói chung con boss này đánh được thêm ít quà, không đánh được cũng chả sao đâu. Thế phần thưởng nó cũng bình thường thôi. Tất nhiên là bình thường mà được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu nhỉ. Ở đây cái xếp hạng boss này, tức là giả sử nếu bạn được hạng cao thì bạn được những cái mảnh quay, cái mảnh này quay ra quay những cái thẻ bài để hỗ trợ nâng cấp sức mạnh tướng này, cho thêm những cái vé quay, chủ yếu cái thẻ bài là quan trọng thôi, chứ còn mấy cái khác thì thấy bình thường. Nói chung là sẽ tính tổng các thứ của bạn lại xem bạn nào thành tích cao thì mới ok thôi. Mình cũng chả biết khi đánh boss này đâu, mình tiện lúc nào có mình quay người xem thôi. Mà hiện tại giờ phút này như lại hết giờ boss, lại hết boss rồi, còn 10 giây nữa thì có lẽ là cũng không chọn người xem thêm được lúc này luôn. Nhưng mình sẽ cố gắng quay thêm một số cảnh đánh khác để quay người xem nhé. Và bạn lưu ý một chút là đánh con boss này bạn chỉ cần chọn một tướng mà đánh thôi. Tại vì ra boss không bao giờ giết chết được bạn đâu, mà chỉ có bạn giết chết được boss hay không, đánh hội đồng đủ sức giết boss hay không. Còn boss đánh trả bạn trả đáng bao nhiêu máu đâu. Thành ra bạn không phải chọn, bình thường bạn sẽ chọn là hai đội quân nhỉ. Một ví dụ bạn chọn A xong bạn chọn thêm Master Hold chẳng hạn, đúng không nhỉ? Thì thực ra trong này bạn chỉ cần chọn con mạnh nhất của bạn. Ví dụ là chọn Master Hold chẳng hạn thì thôi A, tại vì thực ra bản chất cái con kia không bao giờ xuất hiện đâu. Thứ hai ở đây là, nhưng mà đôi khi một số bạn có thể chơi theo kiểu là đổi hai tướng lẫn cho nhau thì thay phiên nhau đánh ấy. Nhưng tuy nhiên một điều trong này cái thời gian đánh cũng không quá nhiều ấy, thì nhiều khi nó chưa kịp hồi tuyệt chiêu của các tướng đâu thì đã hết thời gian đánh rồi. Thành ra nếu bạn cảm giác như mà không kịp hồi chiêu cao nhất của các bên tướng ấy thì cần chọn một tướng đánh thôi, tại vì không bao giờ chết tướng. Còn nếu bạn cảm giác hồi kịp thì bạn cứ chọn hai tướng mà đảo nhau thôi. Và nói chung con boss này nó sẽ chia thành các hệ khác nhau nhỉ. Có con chỉ cho phép con hệ đỏ, có con chỉ cho phép hệ xanh, có con chỉ cho phép hệ vàng thôi. Thế là tùy từng con boss mà bạn chọn tướng phù hợp. Những con tướng nào chọn được sẽ sáng màu lên, và những con nào mạnh nhất thường ở đầu tiên. Thế bạn cứ thế bạn chọn thôi, đúng nhỉ? Là sẽ ok đánh được cái này thôi. Còn tất nhiên là đam to thì thưởng nhiều, đam bé thì thưởng ít, chẳng qua đánh tí cho vui thôi. Thế nếu mà sức bạn đánh được thì cứ đánh cho vui thôi. Ok, tiếp tục ở đây mình có con boss Ino cho các bạn xem nhá, ấn vào boss nhá. Ở đây mới vào boss. Ở đây bạn chỉ cần chọn một tướng thôi, bạn chỉ cần chọn một tướng thôi. Vì trong này nói chung là chắc chắn một điều là bạn sẽ sống. Chỉ vấn đề là hết thời gian thì ra bạn không phải lo vấn đề chết tướng đâu. Bạn chọn con tướng mạnh nhất của cái hệ đó là được, không cần thiết phải chọn hai cặp nhé. Thế rồi mình cho con Sanji vào đánh con Ino này. Nói chung thì nó sẽ khống chế thời gian nhưng bạn được đánh nhiều lần cho khi nào boss chết thì thôi. Đây bạn tiếp tục đánh tiếp này. Chung cái này cứ để auto đánh thôi, để auto đánh thôi. Thực ra trong quá trình auto có thể kết hợp với việc bạn đánh cùng rồi nhé. Nói chung bạn thấy đây. Mà Sanji đặc thù nó sẽ mạnh khi mà cái biểu tượng cái chân này là đủ vạch này. Bắt đầu sẽ chuyển hóa thành chân lửa nhỉ? Khi chuyển hóa thành chân lửa sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Đây bắt đầu chuyển hóa thành chân lửa nhé. Đây bắt đầu chuyển thành chân lửa, tất cả các chiêu thức rực lửa này. Đánh sẽ đau hơn rất là nhiều nhé. Thì đây là con boss Ino, để con boss Ino cho mọi người xem con boss Ino nhé. Nói chung thì game này bên Trung Quốc thì nó lệch giờ Việt Nam một chút. Ở bên Trung Quốc thì khoảng tầm 12 giờ 12 rưỡi của nó rơi tầm khoảng 11 giờ 11 rưỡi của bên mình. Đây này hình ra là kiểu đánh nó hơi khó một tí. Đôi khi mình căn giờ để online hoạt động nó hơi khó một tí.
nên thành ra mình không thể cho mọi người xem quá nhiều về con bot được, tại vì thực ra là mình rất là khó để căn giờ đúng được, thì làm nhiều thứ linh tinh đôi khi cũng quên. Hôm nay tiện con bot này cho người xem thêm một tí. Đoạn đầu video là một con bot khác, bây giờ đến tên này một con bot khác nữa. Đây là đánh trong bối cảnh là con Hino trạng thái biến thành cái dạng Loria mạnh nhất của nó, là dạng biến thành một kiểu thần sét, một kiểu thần sét. Ở đây dùng chiêu tuyệt chiêu, thôi không kịp rồi, mới hết thời gian nhỉ. Hết thời gian thì bạn vẫn đánh bình thường thôi, chả sao cả. Và đây rất nhiều Sanji mà đánh. Tại hoạt động là mỗi người xông vào đánh mà lại hiển thị một con Sanji, nên càng đông người đánh càng nhiều Sanji. Nói chung là đây tiếp tục trong cái thời gian hoạt động mà tiếp tục đánh thêm nhiều lần nhé, không nhất thiết chỉ là một lần, mình đánh nhiều lần. Tiếp tục ở đây ví dụ mình tiếp tục ấn vào con Dino rồi tiếp. Đó, mình chờ và để ý nó còn đang chờ không nhỉ? Tức là sau khi đánh xong mình nhìn nó bắt mình chờ một thời gian ngắn là cái thời gian CD bot một tí không nhỉ? Nếu chung mình chờ một tí xong mình vào đánh tiếp thôi. Mà nói chung ở đây vẫn luôn nhấn mạnh bạn điều chỉ cần dùng một tướng mạnh nhất thôi, không nhỉ? Thì ở đây hiện tại ứng với hệ nó yêu cầu nhé. Ví dụ đây cái hệ vàng vàng ở đây thì mình có mạnh nhất con Sanji, mình cho Sanji vào. Bạn khác mạnh nhất là con Usopp chẳng hạn thì bạn cho Usopp vào, đúng nhỉ? Thì bạn có bạn nào mạnh thì bạn cho vào. Tương tự như này có con Rokodai ở đây thì nếu nó sẽ có yêu cầu cái hệ cũng vàng nốt thì bạn có thể dùng con Sanji tiếp. Hay bên này có Smoke ở đây cũng yêu cầu hệ vàng mình cũng dùng Sanji, đúng nhỉ? Còn trong trường hợp khác ví dụ ngày khác lại cũng có boss này yêu cầu hệ màu đỏ thì mình chìm một con ví dụ như Smoke chẳng hạn, đúng nhỉ? Hay là xông rào sang màu xanh để dùng mắt diều hâu hay dùng con nào, nói chung cái này nó sẽ thay đổi hệ hàng ngày cũng chả lo đâu. Đây bắt đầu mình vào đánh tiếp nhé. Đây bắt đầu nó hiện cái này màu vàng vàng, có thể chui vào đánh tiếp, không cần quan tâm cái đội thứ hai, chỉ cần đội thứ nhất nhé. Đội thứ nhất là ok rồi, em nhảy vào đánh boss tiếp này. Con Sanji mỗi cái mất thời gian một chút là bạn phải chuyển đổi sang cái chế độ lửa mới mạnh được, mà chế độ lửa nó yêu cầu phải đánh một thời gian ngắn để lên cái vạch lửa ở chỗ chân này thì bắt đầu mới dùng cái chế độ lửa được. Còn ở chế độ thường thì Sanji tương đối yếu, ở đây có thể ấn vào đây để ấn tự động đánh, tại vì con boss nó chỉ đơn giản đánh auto thôi. Bạn thấy một dàn Sanji đá rất là đều chân, bạn thấy một dàn Sanji đá rất là đều chân luôn. Đánh boss chỗ này là như vậy đấy. Các bạn thấy bây giờ đủ chế độ lửa, bắt đầu mình sẽ xoay thành lửa, cái ô thứ ba sẽ chuyển thành cái ô xoay lửa đấy, mình sẽ xoay lửa lên và đánh nó. Đây bắt đầu xoay lửa lên đánh nó. Nó bắt đầu giã nó bằng những cái chiêu về lửa không nhỉ? Nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Mà chiêu về lửa mà để ý là nếu không đánh liên tục là cái lửa sẽ tắt đi nhé. Cái lửa sẽ tắt đi nếu bạn không đánh liên tục đấy. Người ta muốn duy trì cái lửa lâu phải đánh liên tục. Đánh liên tục thì mới ra lửa liên tục được. Còn nếu không sẽ nguội đi, bạn sẽ phải đánh cái quá trình tạo lửa thì đâu. Nói chung là con Sanji đánh cũng khá là hay, đánh cũng khá là mạnh. À phát này mình sẽ cố gắng sao dùng cái tuyệt kỹ của nó sớm. Đây còn mấy giây này. Ok mình sẽ dùng tuyệt kỹ của nó, À, vẫn chưa đủ, để đánh thêm một tí. Dùng Master Hold đánh hỗ trợ, đậu phộng nó quay cái góc. Để ra chờ cái tuyệt chiêu lên để dùng tuyệt chiêu nhưng mà không kịp. Có vẻ trong thời gian đánh boss có vẻ cái tuyệt chiêu không dùng kịp rồi. Tại vì thực ra là mình cần tích thêm một lượng nhất định để có thể xuất được chiêu ấy. Thì cơ bản nói chung là không kịp dùng tuyệt chiêu. Nhưng nói chung là về cơ bản đánh boss là như thế, đúng không nhỉ? Thì mình thử sang các boss khác xem có sang được không nhé. Dù bây giờ mình sang thử con Smoke nhé. Thử sang Smoke ấn thử nhé. Mình sẽ di chuyển sang hòn đảo khác. Đằng nào bây giờ đang cái quá trình đang chờ thời gian ấy, có thể sang đánh thử con boss khác cho người xem nhé. Mình sẽ di chuyển sang, bạn cứ ấn vào đấy tự động sẽ di chuyển đến đúng cái đảo bạn muốn nhé. Thì mình sẽ di chuyển sang một cái đảo khác. Nó có thể ở giữa biển, có thể ở trên mòn đảo, chỗ nào đó biết, nói chung là kệ, nó tự động di chuyển, tự động tìm đường. Ok, xong ấn vào đây nhé. Ủa ở đây như nó không cho mình vào, hay mình đang đánh dở con boss kia không cho mình vào boss này nữa. Ok, mình quay trở về Ino đi. Ở đây mình ngại gì cái từ tiếng Trung vừa rồi, nhưng mình hiểu nôm na có lẽ là do mình đang đánh con boss kia không cho mình đánh con này nữa, hoặc là có thể nôm na vì một lý do gì đó mình chưa hiểu lắm, nhưng đại khái đánh test một người tí thôi, vì cái này ít đánh lắm, cái này thỉnh thoảng có thời gian đánh một tí thì đánh một người xem qua tí thôi. Để quay về con Ino tiếp thôi, đằng nào cũng mất tí thời gian chờ mà. Với mình thực ra mình không mạnh, thì ra mình chả là top boss cao ấy, thì ra chỉ cần đánh vài cái đến tí quà thôi, chứ mình không kỳ vọng vấn đề đua top trong cái này, tại vì bên này bản chất mình đâu có mạnh, đúng nhỉ? Thì đánh một chút là được rồi. Đã qua lưu ý bạn chút là phải đi theo cái đồng hồ trong game nhé. Cái đồng hồ gần cái hình vạch sóng này đang ghi 12:10 đúng không nhỉ? Đấy phải đi theo đồng hồ đấy, nó sẽ chênh khoảng 1 tiếng so với đồng hồ bình thường của Việt Nam, vì cái múi giờ nó chênh nhau một tí. Quay trở về lại con Ino tiếp tục vào đánh tiếp nhé. Nói chung là đánh boss cho nhàn, bạn cứ cài tự động cho đánh nhé. Cài tự động cho đánh bằng cách là bạn vào xong boss xong rồi bạn ấn bỏ qua cái này như này. Thế bạn chờ cái boss xuất hiện, nó hiện ra cái ô tự động ở góc trên thì bạn ấn vào xong. Đây ấn vào cái này tự động sẽ đánh hộ bạn là nhanh gọn nhất. Nhưng quá trình mà để auto là nó có thể kích vào các biểu tượng này để đánh bồi nhé, chứ không nhất thiết phải để auto đâu. Auto không nghĩa là bạn không điều khiển được, bạn có thể vừa auto vừa điều khiển theo kiểu bán tự động là vẫn hoàn toàn có thể làm như thế nhé. Mình không biết trên trường hợp này xoay chân lửa ngon hơn hay đánh thường ngon hơn, mình thấy một số bạn này toàn đánh thường, mình không rõ lắm, tại vì ra đây mình cũng chưa hình dung được xem cái nào sử dụng ngon hơn. Đây mình sợ một số bạn như kiểu tiện tay auto thì các bạn sẽ để như vậy thôi, chứ còn nếu mà online mình nghĩ các bạn nên chuyển thành chân lửa sẽ khỏe rất là nhiều. Để ấn thêm tí Master Hold đánh bồi nhé. Để thêm chút sát thương nào hay chút sát thương đó. Nói chung đánh con này kiểu rất là trâu bò, đánh chắc không riêng được nó đâu. Trừ khi rất nhiều người đánh, chứ còn tầm lèo tèo 4-5 con Sanji đánh cái này chắc không ăn thua.
tầm 7 giây chứ mình sẽ không kịp dùng cái siêu nộ trong trường hợp này. Dù mình có dùng chiêu này hay không dùng chiêu đó, mình đánh không kịp, dùng Master đánh bồi. À đây, ui không kịp, không ấn kịp, không kịp. Ok, đi không kịp thì thôi. Đấy, tiếp tục sẽ à đây bây giờ nó hết cho mình đánh à. Như vậy con boss này hết cho mình đánh mà còn 3 phút nó hết cho mình đánh rồi. Nhưng mà cái này mình không hiểu do nó chết rồi hay là hết số lượt quy định rồi, không biết mình xử sang con boss khác, tụ sang Rokodai chứ sao nhỉ. Thế giờ bây giờ con này không đánh được nữa mình sang con khác đúng không nhỉ? Mình không biết nó có giới hạn số lần đánh hay không, thì ra game tiếng Trung mình ngại dịch lắm. Thế thôi kệ, cứ đi đánh phứa phứa cho người nhìn qua trải nghiệm đánh boss thôi, chứ mình không nặng nề vấn đề đánh như thế nào. Thì bản chất mình không phải top nên là mình cũng không rõ được. Và thấy cái này tiện là quay người xem thôi. Nói chung đến giờ boss thì cái chỗ đồng hồ bên cạnh nó sẽ hiện ra đây vào. À không, không vào được. Không vào được thôi chịu rồi. Nói chung là Rokodai, nói chung là lần trước hình như trong đoạn đầu video cũng qua xem một ngày khác đánh Rokodai rồi. Sở mốc cũng tương tự như vậy mà. Nói chung đại khái và cho tướng vào đánh liên tục thôi. Và để ý một chút là khi có đấy thì cái bên đồng hồ sẽ sáng đèn. Ví dụ cái này cái chỗ 16 phút nó ứng với con boss này, đúng không? Và ấn vào đấy xong ấn vào chọn một cái tượng sẽ di chuyển tới, đúng nhỉ? Ví dụ là mình muốn chọn sang con sở mốc thì ấn vào đây tượng sẽ di chuyển đến đảo của sở mốc. Còn đánh hay không thì nhiều yếu tố mình không rõ lắm. Nhưng chắc chắn một điều là một trong ba con boss bạn sẽ đánh được nhé. Mình chỉ không hiểu một điều là sẽ khống chế số lượt đánh hay là chỉ khống chế là đánh con boss này thôi boss khác, cái đấy mình chưa rõ lắm. Nhưng hiện tại giờ hai boss kia cũng đánh được cho người xem qua quá trình di chuyển thôi. Và sau khi mà đánh xong boss ấy thì cái phần thưởng boss nó sẽ được chuyển vào trong cái mail của bạn, trong cái hòm thư của bạn. Nói chung mình thấy đánh với con này không đánh được thì thôi chị kệ thôi không nhỉ. Đây một số cái phần thưởng đánh boss của bạn này, ví dụ đây là đồng vàng này, cái vé này, hay là sách kinh nghiệm hay cái mảnh bản đồ nhận nhé. Những cái phần thưởng này sẽ được chuyển vào trong cái hòm thư của bạn nhé. Khi bạn ấn vào cái này bạn thấy không? Đây chính là cái phần thưởng ở chỗ trên này, nó sẽ chuyển vào hòm thư của bạn. Và tất nhiên là khi bạn xếp hạng cao hơn nữa thì bạn được thêm những cái mảnh vé kỹ năng nhỉ? Là những cái thẻ để bạn hỗ trợ tăng kỹ năng cho tướng, được thêm nhiều vé hơn, nhiều vàng hơn kiểu thế. Nhưng tất nhiên là mình hạng rất là thấp rồi thì mình cũng không kỳ vọng nhiều. Đây chỉ ghi đến hạng 20 đúng không nhỉ? Thì nói chung là trong video này cho người xem qua chút trải nghiệm đánh boss trong game này nhé. Một con boss này sẽ xuất hiện trong khung giờ nhất định thôi. Tức là bạn để ý một chút là nếu bạn ấn vào cái khung này chỉ xuất hiện trong khoảng từ 12 giờ đến 12 giờ 30 và 18 giờ đến 18 giờ 30 hàng ngày đúng không nhỉ? Và cái con boss này nó sẽ chênh lệch với giờ Việt Nam khoảng 1 tiếng. Nên bạn nào muốn đánh nó thì chú ý là on sớm hơn 1 tiếng so với giờ quy định nhé thì bạn sẽ đánh được. Cái đồng hồ chuẩn nhất là cái đồng hồ hiển thị trong game ấy. Hiển thị trong game đây, cái đồng hồ góc này là cái chỗ chuẩn nhất này. Cái chỗ gần biểu tượng cái cục pin này, có cái 12 giờ 14 này, cái này là cái chuẩn nhất nhá. Thì nói chung video chỉ cho người chút trải nghiệm nho nhỏ thôi. Còn bây giờ có lẽ thôi mình sẽ kết thúc video ở đây thôi. Tại vì nó cũng chẳng có gì nhiều cho người xem thêm nữa, đúng không nhỉ? Nếu mọi người thấy video hữu ích cho bạn đừng quên là like đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhá. Ngoài ra ủng hộ mình nhiều nữa thể donate cho mình thông qua link ở phần mô tả nhỉ. Ở đây một chút cái phần thưởng xếp hạng. Nhưng hạng của mình không ở trong top 20, nhưng mình cũng là trong top xếp hạng, mình sẽ được thêm một chút quà nhỏ không nhỉ? Đây quà đánh boss cũng khá là ngon đấy. Vậy chỉ cần vào đánh một chút thôi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nhé. Xin chào nhé.